Hôm nay thầy giáo xin hướng dẫn sử dụng phần mềm online hình thức trắc nghiệm.vn để hỗ trợ học viên ôn tập dự thi tuyển công chức viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn tin theo hình thức trắc nghiệm. Học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0943078123 hoặc 0912595654 để được cấp ký danh và mật khẩu đăng nhập vào phần mềm. Thế thì các em thấy video của thầy hay và bổ ích Thì các em đang xem trên Youtube Mà chưa ấn vào nốt đăng ký Thì ngay bây giờ các em hãy ấn vào nốt đăng ký Để có thể nhận các video bài giảng tự động tiếp theo Để gửi đến cho các em nếu có bài giảng mới Nếu các em đã đăng ký rồi Thì nay không phải ấn nốt đăng ký nữa Vì vậy các em chú ý là thấy bài giảng hay và bổ ích Và các em tiếp tục theo dõi video bài giảng của thầy Thì các em chưa ấn vào nốt đăng ký thì hôm nay ấn vào nút đăng ký để nhận video bài giảng tiếp theo. Hôm nay thì giáo nói về phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên về thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 19 à ngày 15 tháng 9 năm 2020 để ban hành về điều lệ trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông và à trường phổ thông có nhiều cấp học. Như vậy à hỗ trợ cái thông tư này học viên ôn tập dự tuyển viên chức giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông và thăng hạng viên chức giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông phải học cái thông tư này thì học như thế nào cho nó tốt thì như vậy để đăng nhập vào phần mềm chúng ta thực hiện là bốn bước bước 1 chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc Google Chrome trên máy tính hoặc trên điện thoại bước 2 chúng ta nhập tên miền hình thức trắc nghiệm vn em chú ý là đuôi vn và tên không có dấu viết liền nhau Bước uh, 3 chúng ta chọn một cái mục nào đó được cấp Thí uh, dụ như mục uh, mười, uh, mục bao nhiêu đó để các em được cấp thì các em chọn cái mục này uh, Bước 4 là chọn uh, nhập cái danh mật khẩu được cấp Thì sau đây thầy giáo sẽ minh họa thực hành luôn Thế thì um, là trên máy tính hoặc trên điện thoại Có cài đặt một cái trình duyệt nào đó Thí dụ như là trình duyệt Google Chrome Sau đó chúng ta gõ cái uh, tên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn tên viết liền nhau và không có dấu chú ý chú chú ý là cái đuôi vn sau đó chúng ta thấy mục 1 là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức mục 2 là kiến thức chung ôn tập thi năng ngạch công chức mục 3 là kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã phường thị trấn mục 4 là môn tiếng anh mục 5 là môn tin học mục 6, mục 7 là dành cho viên chức y tế đối với môn kiến thức chung mục 8 cho đến mục 10 năm là môn kiến thức chung dành cho giáo viên các cấp. Thí dụ như chúng ta à, học cái điều lệ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông theo cái thông tư 32 thì đối với giáo viên cơ trung trung học cơ sở chúng ta kích chuột mục 12, đối với thăng hạng viên chức giáo viên trung học cơ sở kích chuột mục 13. À, giáo viên à, à, trung học phổ thông kích chuột mục 14, giáo viên trung thăng hạng à, viên chức giáo viên trung học phổ thông kích chuột mục 15. Thí dụ như chúng ta kích chuột vào mục 13 là kiến thức chung ôn tập dự thi thăng hạng giáo viên trung học cơ sở hoặc là chúng ta thi tuyển giáo viên trung học cơ sở chúng ta kích chuột mục 12. À, ví dụ như hôm nay thì học kích chuột mục 12. Thế sau đó chúng ta nhập ký danh và mật khẩu. Ký danh và mật khẩu mật khẩu thì luôn luôn phân biệt chữ hoa chữ thường và mật khẩu không dùng chung được nếu các em cho bạn thì các em mất quyền đăng nhập phần mềm, bạn nó chiếm cái quyền điều khiển phần mềm, các em không đăng nhập được nữa. vì vậy các em phải bảo mật cái mật khẩu và khi được cấp mỗi một học viên được cấp duy nhất một cái mật khẩu, sau đó chọn login để vào phần mềm. thế vào phần mềm thì các em có thể dành một chút thời gian để đọc hướng dẫn ở trên cùng màn hình. thế thì bước một để ta học như thế nào cho nó có hiệu quả và nó tiết kiệm một thời gian học thì chúng ta bước một trên đây là một danh mục À, các thông tư, các nghị định mà các cái phần hiểu biết chung à, để tuyển giáo viên, à, à, viên chức, à, trung học cơ sở, trung học phổ thông chẳng hạn à, và giáo viên các cấp thì có rất nhiều các thầy chuyên đi dạy đưa lên đây một danh mục khá đầy đủ đây. Thí dụ như chúng ta đi tìm ở phía dưới này à, là thông tư 32 đây này. À, ngày 15 tháng 9 năm 2020 về điều lệ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông chúng ta kích cho trong mục này. Thì khi đó chúng ta sẽ kích chuột vào máy in để chúng ta in ra giấy cái thông tư này. Hoặc kích chuột vào nốt tải xuống để chúng ta tải về máy tính để chúng ta đọc. Để chúng ta kích chuột vào cái mũi tên. Đấy. Thế thì các cái file thì chúng ta cho phép in các câu hỏi thì các em không in được. Đây là bản quyền của phần mềm rồi. Để các em học trên các em kích chuột phần mềm thôi. Chúng ta sang bước 1 chúng ta đã hoàn thành. Sang bước 2 chúng ta kích chuột vào học câu hỏi trắc nghiệm thông tư 32 đây. Về điều lệ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học chúng ta kích chuột vào mục uh, học câu hỏi này uh, chúng ta kích chuột vào bắt đầu làm bài uh, start bắt đầu Thế sau đó là chúng ta cũng chưa cần chú ý làm bài lắm mà chúng ta đi học trước đã thì chúng ta nhìn sang bên tay uh, trái này có cái chữ finish này. hết thời gian làm bài thì không làm được chúng ta đang học và chúng ta cứ kích chuột vào finish uh, sau chúng ta kéo uh, xuống phía dưới này, này chúng ta tìm đến cái thực đơn là nộp bài nộp bài và kết thúc nộp bài và kết thúc để phần mềm nó phản hồi đáp án cho chúng ta biết được vì sao đúng vì sao sai phản hồi trên cái nền màu vàng này ví dụ đi đây là đáp án là trường trung học căn cứ điều 1 vì sao đúng vì nó có trong thông tư vì sao sai vì nó không có trong thông tư và nó hoặc là nó có trong thông tư nhưng nó không đúng như nội dung ghi trong thông tư gọi là phương án sai phương án đúng là phương án nó đúng như à, ghi trong thông tư phương án sai là có nội dung à, không đúng như ghi trong thông tư hoặc là có nó không có trong thông tư thí dụ như là chúng ta à, muốn tìm về một câu nào đó cho nó nhanh chẳng hạn chúng ta kích chuột vào à, các ô vuông đây là tên câu hỏi ví dụ chúng chúng ta kích chuột vào số 34 này thì khi đó chúng ta đọc À, chúng ta đọc à, câu hỏi 34 này này theo thông tư 32 ban hành điều lệ trường hạn xác định phương án sai về cơ cấu tổ chức của trường học thì đây là loại câu hỏi là tìm phương án sai sai tìm nó sai là gì nó sai với nội dung ở trong à, thông tư hoặc là nó không có trong nội dung thông tư thế thì theo căn cứ điều 9 đây này, này phần mềm nó phản hồi vì sao chúng ta phải căn cứ điều 9 ta bắn đúng là hội đồng trường hội đồng tuyển sinh là đây là cái phương án sai chúng ta để ý Thế thì cái loại tìm phương án sai thì chúng ta phải tìm ra à, cái phương án đúng của câu hỏi. Thế từ phương án đúng đó chúng ta loại trừ ra à, các phương án đúng thì nó còn lại là phương án sai. Đấy, thí dụ chúng ta mở cái cái điều à, điều chín lên. Thì đây điều chín này cơ cấu tổ chức của trường học này cơ cấu tổ chức của trường học gồm này hội đồng trường này hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng này hội đồng thi đua khen thưởng này, hội đồng kỷ luật, hội đồng tư vấn. Đấy, thế thì ta đối chiếu vào đây. Thì thì chúng ta thấy rằng là gì? Khi chúng ta đối chiếu vào đây thì phương án A, một phương án đúng là một phương án có một bộ giá trị. Đây là một bộ giá trị mà thì có hai phương án A đây là có hai giá trị này. Thì hai giá trị mà tất cả các giá trị phải đúng à, trong nghị định thì nó mới gọi là phương án đúng có ít nhất một giá trị sai eh, trong bộ giá trị thì nó được gọi là phương án sai. Thí dụ A à, chúng ta duyệt này giá trị thứ nhất là hội đồng thi đua hội hội đồng thi đua khen thưởng là có này, là đúng này, hội đồng kỹ thuật là có này. Đấy phương án A là phương án A là gì? Là hội đồng à, thi đua khen thưởng là có này, hội đồng kỹ thuật là có này. Như vậy là nó có hai giá trị thì đều có trong à, thông tư cho nên phương án A là một phương án đúng phương án B này hội đồng trường này hiệu trưởng và các khéo và các phó hiệu trưởng này thì đây là giá trị đầu tiên cũng đúng này giá trị thứ hai hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng cũng đúng này đấy thì chúng ta để ý đây này à, hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng này hội đồng trường này à, hiệu phó và các phó hiệu trưởng này thì như vậy nó có hai giá trị đều đúng cả phương án sai là nó có ít nhất một giá trị sai phương án C này hội đồng trường thì có này hội đồng tuyển sinh thì không có này như vậy phương án C nó có một giá trị không đúng như trong thông tư mà đề bài yêu cầu xác định phương án sai đấy cho nên chúng ta chọn ra phương án c đấy thì như vậy đó là phương, phương cái cách làm thứ nhất cách làm thứ hai là ở đây có ba phương án nhưng ta đã tìm ra được hai phương án đúng rồi thì còn lại chúng ta suy ra phương án c là phương án sai thì chúng ta không phải thử ra giá trị một trong các giá trị trong phương án nữa thì có hai cách làm đấy thì phương pháp học là thế Thế tương tự như thế, à, thầy giáo giải thích một số, rất nhiều dạng, thầy giáo giải thích một số thôi. Rồi sau các em vào phần mềm, các em học, nó đầy đủ. Ví dụ chúng ta về câu 48, thì đây là à, xác định phương án đúng về các hội đồng khác trong nhà trường. À, chú ý là các hội đồng khác nhé. Thì hội đồng à, phương án A là một giá trị là hội đồng thi đua và kỷ luật. À, rồi đến giá trị thứ hai là hội đồng đánh giá giáo viên rồi giá trị thứ ba là hội đồng tư vấn như vậy là đây là một bộ giá trị có ba giá trị có ít nhất một giá trị không đúng thì đó là phương án sai đấy thế thì cách làm thứ nhất thì phương án a chúng ta thấy là gì cái à, hội đồng đánh giá giáo viên thì nó không có trong thông tư cho nên phương án a nó bị loại trừ là phương án sai để chúng ta mở cái điều 12 lên để chúng ta xem đó, chúng ta mở cái điều 12 lên đây các hội đồng khác trong nhà trường có hội đồng à, thi đua và khen thưởng này hội đồng kỷ luật này hội đồng tư vấn này đấy như vậy là nó có ba hội đồng mà đây có hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật thì có này hội đồng đánh giá giáo viên thì không có này hội đồng tư vấn thì có này đấy thì có một cái giá trị là à, không đúng như trong à, thông tư phương án B hội đồng thi đua và khen thưởng thì có này hội đồng kỷ luật có này hội đồng tuyển sinh thì không có này cho nên phương án B cũng bị là phương án sai. Phương án C, hội đồng thi đua khen thưởng thì có này. Hội đồng kỷ luật có này. Hội đồng thanh tra không có này. Phương án C cũng là phương án à, sai. Cho nên suy ra phương án D chính là phương án đúng. Đó là hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng tư vấn. Đấy, thì có bốn phương án thì tìm ra ba phương án sai rồi thì còn lại phương án D sẽ là phương án đúng. Đó là cách làm thứ nhất. Cách làm thứ hai, chúng ta chỉ ra được phương án đúng luôn. Tức là có một bộ giá trị kể là hội đồng thi đua và khen thưởng hội đồng kỷ luật hội đồng à, tư vấn đây là ba giá trị trong một phương án nói về các hội đồng khác trong nhà trường cho nên d là phương án đúng luôn thì đó là hai cách làm Đấy, thì tương tự như thế đối với các câu hỏi tiếp theo trong phần mềm có rất nhiều dạng các em vào đây các em học khá đầy đủ đây tiết kiệm một thời gian thì chúng ta về câu 6 thì ở đây chúng ta để ý câu 6 này xác định phương án đúng về học sinh vi phạm quyết điểm trong quá trình học tập rèn luyện và được giáo dục hoặc xử lý à, kỷ luật theo các hình thức nào sau đây. À, đây nhắc nhở này, cảnh cáo này, tạm dừng học ở trường có thời hạn này thì đây cũng là cái dạng à, một phương án có 3 giá trị. Thì nếu như là gì ít nhất một giá trị sai thì phương án đó là sai, còn cả 3 giá trị đều đúng thì đó là à, phương án đúng. Nhưng chúng ta đây phần mềm yêu cầu chúng ta mở điều 38 lên. Đấy, chúng ta mở cái điều 38 lên để chúng ta đọc này. Đấy, khiên thưởng và kỷ luật. À, thì học sinh vi phạm thì có nhắc nhở là một này, khiển trách là hai này, tạm dừng học ở trường một thời gian. Như vậy nó có ba cái hình thức. À, nhắc nhở, khiển trách, tạm dừng à, học ở trường một thời gian. Đấy thì chúng ta tìm phương án đúng. Thì chúng ta thấy ngay phương án A là à, phương pha, phương án A là nhắc nhở này. Đấy cảnh cáo này tạm dừng ở trường học một thời hạn này có thời hạn này thì giá trị đầu tiên thì đúng này giá trị thứ hai cảnh cáo là không có trong thông tư này giá trị thứ ba thì có trong thông tư là tạm dừng học ở trường có thời hạn cho nên phương án c có một giá trị cảnh cáo là không có trong thông tư cho nên nó là phương án sai phương án b là nhắc nhở này à, khiển trách này đuổi học này thì nó có giá trị đuổi học là không đúng như trong thông tư cho nên phương án b cũng là bị loại trừ mà đây yêu cầu tìm phương án đúng mà C nhắc nhở khiển trách tạm dừng học ở trường một thời gian thì đây phương án C cả ba giá trị trong một phương án này đều đúng như trong thông tư cho nên chính là phương án đúng à, chúng ta duyệt tiếp để chúng ta biết cách làm này. phương án D phê bình khiển trách tạm dừng học ở trường một thời gian thì cái giá trị ở phương án D phê bình không có trong à, trong thông tư cho nên à, phương án ở đây chính là à, phương án à, C đấy là nhắc nhở là một này, khiển trách là hai này, tạm dừng học ở trường mà tạm dừng học ở trường có thời hạn là ba. Đấy ba giá trị này. Thì mở cái điều 38 lên để chúng ta xem vì sao đúng, vì sao sai. Đấy cái phương pháp học rất là nung nấu, vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết luôn, song hành luôn rất thuận lợi. Như vậy các em muốn học tiếp các mục khác thì các em kích chuột vào câu hỏi trắc nghiệm này thì chúng ta lại về cái mục khác, đây là danh mục khác đầy đủ học rất nung nấu sao chúng ta muốn thoát khỏi phần mềm chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình xuất, xuất hiện chữ thoát để chúng ta thoát ra khỏi phần mềm như vậy là gì trên phần mềm có rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm mang tính nhất phân loại học viên vì kỳ thi mà mang tính nhất phân loại thì các em thấy vì các em đang xem trên youtube của thầy video mà các em chưa ấn vào nút đăng ký thì hôm nay ấn vào nút đăng ký để nhận video bài giảng tiếp theo nếu các em đã ấn vào nút đăng ký rồi thì thôi không phải ấn vào nút đăng ký nữa thì các em thấy bài giảng hay thì các em có thể đăng nhập vào phần mềm à, thầy giáo cấp mật khẩu và các em nhắn tin Zalo thầy giáo sẽ cấp cái mật khẩu và gửi các thông tin khác cho các em thì các em có thể đăng nhập vào phần mềm để học được trong thời gian qua có rất nhiều học viên trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức các em gọi điện lại nhắn tin Zalo cho thầy chúng em đạo rồi cảm ơn thầy như vậy học viên có nhu cầu gọi điện theo số 0912 595654 hoặc 0943078123 sẽ được cấp ký danh mật khẩu đăng nhập phần mềm. À, thầy giáo chúc các em thành công.